Tại vì đúng là chia sẻ là bên ngân hàng á, thì nhiều bạn lúc mà phỏng vấn vào á, thì rất là nói là rất là nhiệt huyết và rất muốn gắn bó lâu dài với ngành ngân hàng. Nhưng không biết vì lý do gì các bạn vào làm được khoảng 2-3 tuần cái lại lên gặp mình dạ anh Toàn ơi thôi chắc là anh cho em xin nghỉ. Hay là hỏi là lý do vì sao em nghỉ thì nói là anh ơi thôi em thấy áp lực lắm, rất là căng thẳng, thôi chắc cho em xin phép em tìm việc khác. Trong khi lúc phỏng vấn thì mình cũng đã chia sẻ là công việc thì chắc chắn là nó ngân hàng mà nó sẽ có một vài chỉ tiêu như thế này, như thế này, như thế này, chia sẻ rất là rõ ràng. Đó, và với cái mức lương của em và vị trí của em thì em cần chỉ tiêu nó như thế này. Thì bạn rất là đồng ý và cũng cam kết rằng là em sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm để em làm được. Nhưng mới có khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng thì bạn lại lên, bạn lại quay ngược lại nói với mình rằng là anh Toàn ơi, tôi chắc là em xin nghỉ. Thì thật sự là mới có câu hỏi với thầy Việt là không biết thầy có thể chia sẻ thêm một một vài các cái phương pháp à, để có thể thấu hiểu cái đội ngũ nhân sự ở dưới bên dưới của mình đúng không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Toàn. Anh Toàn ơi, mình là ngân hàng gì vậy? Dạ bên ngân hàng Kiên Long anh. Ngân Kiên hàng Kiên Long của Long. trước của Bầu Thắng bên Đồng Tâm Long An á. Bộ phận mình là bộ phận tín dụng ha. Nhà vâng, phần lớn thì tất tần tật anh, có cả các bộ phận bên các bạn làm chuyên làm sale, làm quan hệ khách hàng, rồi các bạn mà ngồi ở quầy giao dịch khi mà các anh chị đến ngân hàng làm việc, các anh chị đều thấy thì gần như là cả một cái chi nhánh. Nó sẽ có từ hai cái góc độ ha anh Toàn ha, hai góc độ, mà cái này từ trải nghiệm của Việt thôi. Việt cũng trước đây cũng làm về phát triển tổ chức cho nhiều nhiều doanh nghiệp á, thì một nó đến từ cái gọi là cái quan điểm về mình xem cái việc tuyển dụng á. Thì từ góc độ làm về phát triển tổ chức của Việt á, thì việc thứ nhất là việc xem coi cái mình có xem cái việc tuyển dụng, nó gọi là recruiting is advertising. Tuyển dụng cũng chính là giống như là cái phần quảng bá cho cái doanh nghiệp của mình, và cái phần tuyển dụng đó mình xem nó giống như là một cái phễu vậy đó, một cái phễu người ha. Và với một cái phễu thì chắc chắn rằng là với cái phễu đó thì sẽ có người người vào và người ra, và lúc nào cũng vậy hết. Cái guồng máy của tuyển dụng á, nó lúc nào nó cũng là nó sẽ chạy theo theo cái nhu cầu con người và người vào người ra. Chắc chắn là nó sẽ có từng giai đoạn nó sẽ người vào người ra ít, người ra nhiều. Nhưng mà để về về mặt gọi là để chủ động á, để chủ động thì chắc chắn lúc nào mình cũng phải có một cái động thái là cái tiến trình tuyển dụng nó luôn luôn diễn ra liên tục, để mình đảm bảo cái nguồn cung ứng về nhân sự. Đó là cái về mặt cái phễu về về tuyển dụng đó. Còn về phương pháp tuyển dụng thì cái này Việt cũng chia sẻ kinh nghiệm của Việt với đã từng làm qua, đã từng coach qua nhiều doanh nghiệp đó. Thì thông thường một số các cái tổ chức thì trước khi họ tuyển dụng thì họ có những cái họ hoặc là họ dùng các cái bài test tâm lý anh Toàn, dùng những cái bài test tâm lý để họ test, kể cả là có thể là sinh trắc vân tay, có thể là bài DISC. Ví dụ như đối với một số những cái vị trí về nhóm tính cách nha, nhóm tính cách DISC thì nhóm D là sẽ phù hợp với vị trí nào, nhóm I sẽ phù hợp với những vị trí nào, nhóm C sẽ phù hợp với những vị trí nào, và nhóm nhóm S sẽ phù hợp với những vị trí nào. Thì lúc đó thì trong quá trình mình tuyển dụng đó, thì mình sẽ quan sát được là nó có tính phù hợp. Cái thứ hai nữa là, hoặc là trong cái phần mình thiết kế về mặt phỏng vấn á, thì thay vì mình phỏng vấn theo phương pháp thông thường là mình phỏng vấn 3 vòng theo panel để mình đặt câu hỏi, thì mình sẽ thiết kế nó dưới dạng là những bài tập trải nghiệm, thiết kế dưới dạng là những cái trò chơi tập thể, thiết kế dưới dạng là những cái thuộc về để cho thứ nhất là nó bật lên cái tính teamwork, thứ hai là bật lên cái khả năng lãnh đạo của cái người đó, hoặc là thông qua những cái game, những cái hoạt động đó thì nó bật lên cái khả năng xử lý tình huống của cái bạn nhân viên đó đó.
thì lúc đó mình sẽ quan sát được cái khả năng xử lý vấn đề của bạn, cái khả năng giải quyết cái stress, khả năng mà ứng phó với stress, với áp lực của bạn đó này, và cái khả năng cái thông minh cảm xúc, cái thông minh cảm xúc của cái người nhân viên đó này, thì nó sẽ giải quyết cho mình một phần nào đó cái câu chuyện retention, cái câu chuyện mà nhân viên họ họ ra họ vào. Bởi vì mình có được cái việc là tuyển dụng cái đầu vào nó có chất lượng, an toàn ha. Rồi, ngoài ra thì trong các cái môi trường làm việc á, thì người ta sẽ ứng dụng cái phương pháp là mentor kèm cặp. Cái này Việt cũng đã quan sát một vài doanh nghiệp mà họ áp dụng cái kỹ thuật một người cũ, một người nhân viên senior, họ trở thành đối bạn cùng tiến với người nhân viên mới đó, thì cái tỷ lệ mà nhân viên, cái này Việt áp dụng trong một số các cái doanh nghiệp mà liên quan đến mảng bất động sản này, liên quan đến may mặc này, kể cả là bán các cái thiết bị điện tử á, thì một cái người nhân viên cũ, một người nhân viên mới, họ 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 trở thành peer, họ trở thành mentor và mentee kèm cặp á, thì nó tạo ra sự gắn kết đội ngũ, nó sẽ giúp cho cái người kia có sự hội nhập nhanh vào cái tiến trình. Hội nhập ở đây nó có hai cái: hội nhập về chuyên môn và hội nhập về văn hóa. Hội nhập về chuyên môn và hội nhập về văn hóa. Rồi, còn một cái nữa nó có tính chất là bị động hơn, là mình mời các em đó trở lại mình phỏng vấn xem lý do thực sự ẩn ở đằng sau vì sao mà các em nghỉ. Nhiều khi á, là có thể là mình phải quan sát ở tầng sâu luôn á, là cái văn hóa của cái đội nhóm đó như thế nào. Anh Toàn có thể thử quan sát xem là có những đội nhóm á, thì cái tỷ lệ rớt nó cao, có những đội nhóm á, là bao nhiêu người đó nó cứ duy trì hoài luôn. Như vậy thì mình sẽ xem lại cái vai trò lãnh đạo của người, cái leadership đó ha, của cái đội nhóm đó. Cái thứ hai là con người ta sẽ ở lại khi người ta cảm thấy an toàn, đúng không ạ? Người ta sẽ cảm thấy gắn kết, sẽ cảm thấy là kết nối, sẽ cảm thấy muốn phụng sự, muốn cống hiến á, là khi người ta cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc. Thì trong cái việc mà mình quản trị đội nhóm á, thì mình thử quan sát xem trong nhóm đó có hiện tượng phân năm chia bảy hay không, trong nhóm đó có hiện tượng là người lãnh đạo binh đứa này không không bảo vệ đứa kia chẳng hạn, thì chắc chắn là nó cái năng lượng nó có sự tương đồng ha. Thì những cái này á, có thể là mình phải sử dụng những cái kỹ thuật, những cái phương pháp khác mà nó giúp mình quan sát sâu hơn. Rồi, không biết là câu trả lời của Trở lại với thầy xin lấy ý kiến về vấn đề mà thấu mình. Thì thấu mình thì theo như Trâm hiểu là giống như mấy anh chị nói nãy giờ rồi, rất rất là nhiều việc việc là hiểu về mình, thì vừa có thể chất vừa có tinh thần. Về thể chất thì ít ra là mình phải biết lắng nghe cơ thể của mình, còn về tinh thần thì có thể đó là ước mơ, là tính cách, là cuộc sống, là mục tiêu hay là mọi cái. Nhưng mà như thầy nói là chúng ta phải trải qua rất là nhiều biến cố để nhìn thấu được con người. Thì em muốn hỏi thầy là cái việc thấu mình này nó có ảnh hưởng đến cái bánh xe cuộc đời của mình hay không? Ví dụ như vào cái độ tuổi nào thì cái việc thấu mình đó có thay đổi hay không? Và giống như là ở ở vào vào khi nào đó, vào những lứa tuổi khi ta 20, khi ta 30, 40, 50, và khi mà ta làm với cái mức độ là vừa làm vừa chơi hoặc là chơi ra tiền trong đó, ví dụ nó giống như vậy, thì bánh xe thì cái việc thấu mình đó là chúng ta có nên thay đổi hay không, hay là chúng ta vẫn giữ một cái giá trị cốt lõi, về giống như là cái giá trị cốt lõi của bản thân, và sau đó là chúng ta sẽ có những cái thay đổi khác về việc thấu mình. Thì là rất mong là được xin ý kiến của thầy về vấn đề này ạ. Cảm ơn thầy. Cả nhà ơi, một tràng hoa tay cho chị Trâm đi, một người rất là tiên phong, rất là năng lượng. Thì câu hỏi của chị Trâm liên quan đến cái việc là mình có gọi là thời thế đổi thay, ta có thay đổi hay không thời thế đổi thay, ta có thay đổi hay không.
Câu hỏi này á, thì sao ta? Nếu như việc trả lời thay cho chị Trâm á, thì việc gọi là mình không 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 muốn vội vã đi vào một cái sự tư vấn hoặc là kết luận. Tuy nhiên là cái này việc quan sát này, việc quan sát chính mình bản thân mình luôn á, mình có nhiều sự thay đổi, mình có nhiều sự thay đổi sau giai đoạn COVID này. Đặc biệt là sau giai đoạn COVID thì việc dành cho chính mình cái thời gian chất lượng nhiều hơn, cái sự thấu hiểu chính mình nó nhiều hơn. Và đặc biệt nha các anh chị nha, hồi trước á, mỗi lần mà lên Zoom, mỗi lần mà trước khi làm đào tạo là mất ngủ mấy ngày, lo lắng, lo âu. Nhưng mà bây giờ á, làm như là ở phía bên trong mình nó đủ vững cả nhà. Gọi là đến cô ấy mà còn không sợ thì cái chuyện gì mà còn sợ nữa, phải không ạ? Gọi là đau đẻ mà còn chịu được, huống chi là mấy cái vụ kia, chuyện vặt, phải không? Và dần dần việc cảm thấy mình nó là chính mình, nó là thoải mái, nó là tự nhiên hơn. Và hồi xưa việc trước khi xuất hiện, trước các chương trình, việc phải làm thế nào đó hết sức là đẹp trai, hết sức là bảnh bao, hết sức là chỉnh chu. Nhưng mà bây giờ kệ, mình làm sao thì mình vậy thôi, và mình thoải mái nhất, mình vui vẻ, mình thoải mái và mình kết nối với mọi người. Thì nó có sự dịch chuyển, có sự thay đổi ha chị Trâm ha. Thì con người của chúng ta nó cứ mỗi cái này, bây giờ việc xin phép có hai ngoặc, một hai dấu ngoặc chút xíu, là việc dùng cái chữ hệ tâm linh một chút xíu nha. Hệ tâm linh một chút xíu. Hồi nãy giờ, hồi sáng giờ nói hệ tâm lý, bây giờ hệ tâm linh chút xíu này. Thì con người ta có cái chu kỳ khoảng 7 năm. Mỗi 7 năm nó có một cái chu kỳ, nó có sự thay đổi trong cuộc đời con người ha. Có thể là thí dụ như những người ở tuổi của Việt, của chị Trâm hoặc là của anh Quyền chẳng hạn, thì hoặc là của anh Hòa chẳng hạn, thì chúng ta đứng trước ngưỡng cửa là nó có những cái điều gì đó ở tận sâu bên trong tâm thức của chúng ta, nó mở ra, cái sự tỉnh thức nó mở ra, bởi vì chúng ta đã có quá nhiều cái sự trải nghiệm. Và cứ mỗi một chu kỳ 7 năm thì chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa của một cái sự thay đổi mới. Cái này về nhân số học chắc là mọi người hiểu ha. Cái số 7 là cái số mà trước khi có sự thay đổi, luôn 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 nhớ nghe mọi người, trước khi bước lên một cái nấc thang nào đó chắc chắn là phải có cuộc thi lên đây, chắc chắn luôn, an toàn ha. Trước khi lên vị trí nào đó chắc chắn là phải có những thử thách, những cái gì đó nó lên đây. Trước khi chúng ta phát triển tâm thức của chúng ta ở một mức độ nào đó thì nó có một cái thử thách nó đến, một cái điều gì đó nó thử thách nó đến chúng ta để chúng ta lên đây, chúng ta nâng đô thôi. Cho nên là những cái điều gì đó nó xảy ra với cuộc đời của mình, nó chính là những cái bài học để cho mình trưởng thành hơn. Nếu mà nó giúp mình trưởng thành hơn thì thực ra nó cũng đã tạo ra sự thay đổi rồi đó. Có những cái thay đổi về cách sống, nó là cái bên ngoài, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái thay đổi ở tầng sâu, đó là những thay đổi về giá trị sống, đúng không? Trước đây thì chúng ta đặt cái giá trị sống của chúng ta về sự thành công. Hai chị Trâm ha, về sự thành công, tôi phải là ông này bà nọ. Nhưng mà sau này thì tôi đặt cái giá trị sống của tôi là thành công mà đòi hỏi phải có thịnh vượng nữa. Không những có thịnh vượng mà còn phải có những người đồng đội tuyệt vời nữa chẳng hạn. Thì hoặc là cái sự thành công và sự hạnh phúc nó phải đi đôi với nhau, phải không ạ? Và nhiều khi á, cái sự hạnh phúc nó đến trước rồi thành công nó đến sau một cách tự nhiên nha mọi người ha. Thì chúng ta chỉ nhận ra được chính mình khi mà chúng ta trải qua nhiều biến cố. Nếu không có biến cố thì chúng ta giống như là không có nhận ra được chính mình đâu. Cho nên hãy cảm ơn những cái biến cố ha, để chúng ta thấu hiểu mình hơn, chúng ta nhận ra được mình nhiều hơn ha. Nhưng mà cũng đừng tạo ra biến cố quá nhiều để mình màu quá cố. Nha cả nhà ha. Rồi. Dạ rồi. Biến cố chị Trâm. Đừng quá cố dạ. Dạ là em cảm ơn thầy. Ở đây thì có một câu hỏi ở trên cái ô chat là của một bạn là Trần Kiên Trung hay là Trần Trung Kiên gì đấy. Thì phải nói rằng là cái doanh nghiệp của bạn á, chưa có đặt nặng về cái quy chế cho nhân viên. Và bạn thì lại muốn tạo cái sự thoải mái cho nhân viên, giống như anh em một nhà. Thì nó dẫn đến một cái việc là thưởng phạt nó không có công minh. Nếu mà đặt quy chế quá thì nó lại bị cứng nhắc.
mà thoải mái quá thì cũng không 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 xong. Thì có cái giải pháp nào giúp cho bạn không ạ? Rồi. Dạ. Là À, bạn Trần Trung Kiên ạ. À. Dạ. Trung Kiên ơi, mời Trung Kiên lên sóng đi cho mình hỏi thêm một vài ý nữa ha. À, các anh chị ơi, mình cũng cũng nán lại ha. À, trong khi chờ đợi thì mình cũng có thể là vừa nghe cái tương tác của Việt với Trung Kiên, vừa là uống cà phê nhâm nhi phải không ạ? Quán cà phê hơi ồn, ok. Rồi. Nếu như vậy thì cái này mình chia sẻ, mình dự đoán thôi ha, và mình chia sẻ từ những cái trải nghiệm của mình ha, Trung Kiên ha. Thứ nhất là những quy định nào có tính chất áp dụng cho đội nhóm thì phải nên đảm bảo có sự tham gia về mặt ý kiến và tính sở hữu của đội nhóm. Cái này cực kỳ quan trọng nha. Nguyên tắc quản trị hiện đại không phải là nguyên tắc quản trị top down nữa, mà nguyên tắc quản trị có sự tham gia. Và những người lãnh đạo mà thấu cảm và thông minh á, và những người lãnh đạo mà có cái tầm á, người ta không làm nhiều đâu mà người ta làm smart. Hay Trung Kiên ha, là mình gọi anh em lại, mình gọi em lại, mình đưa ra mục tiêu thôi và anh em đóng góp vào đó cái những cái tiêu chí, những cái gợi ý như thế nào thì nó ổn cho cả team và vẫn đạt được mục tiêu. Thì lúc đó cứng nó cũng sẽ thành mềm. Trung Kiên ha. Rồi. Thường á thì cùng nhau tạo nên một cái quy chế, bởi vì quy chế không phải cho người chủ, không phải cho người giám đốc, mà cho tất cả anh em cùng áp dụng, không ạ? Còn nếu như người chủ mà cảm thấy mình chưa đủ mở lòng, mình chưa đủ mở lòng, mình muốn gom mọi thứ và theo top down, theo ý kiến của mình, thì người chủ phải quay trở lại làm việc với chính mình, thấu hiểu chính mình, xem cái tầm của mình có đủ cứng, đủ bản lĩnh để mình quản trị anh em chưa. Nếu chưa thì mình hãy làm sao để tôi luyện cái con người mình đủ cứng, đủ bản lĩnh để mình quản trị cái đội nhóm của mình. Hoặc là mình thử quan sát xem tôi quản lý cái team này không nổi nè, nó đến từ đâu, nó đến từ đâu, nó đến từ việc tôi thiếu trải nghiệm, hay là đến từ cái việc là tôi không có mở lòng ra và anh em không có chia sẻ thật lòng với tôi, và giữa tôi với anh em lúc nào cũng muốn có cái vách ngăn hết. À, hay là tôi mở lòng ra tại vì không có ai hoàn hảo đâu ạ. À, hoặc là mình bị cái nỗi sợ nào đó, sợ mất mặt chẳng hạn, cho nên mình đưa cái áp dụng ra, đưa cái quy định ra để mình làm một cái rào chắn để bảo vệ. Cho nên là cái thường thường á, trong các doanh nghiệp thì gọi là mình thay đổi cái phương pháp quản trị. Thay vì mình quản trị theo phương pháp top down, theo cái phương pháp là một cái quy định nào đó do một ai đó soạn xong rồi đưa ra cho anh em, thì mình làm một cái buổi, mình gợi ý, đưa ra mục tiêu và gợi ý để anh em đưa ra các cái đề xuất và mình thống nhất và có cái sự đồng thuận ở trên đó. Đấy. Thì lúc đó thì cái tính tham gia ha, tính sở hữu, và đặc biệt là những người họ có tham gia ý kiến vào đó, họ sẽ, thứ nhất họ cảm thấy an toàn hơn về mặt tâm lý ha, thứ hai là họ cảm thấy có động lực hơn trong việc giữ cam kết. Tại vì lời tôi nói ra mà tôi không giữ cam kết tôi cắn lưỡi thì sao? Không ạ. À. Rồi, có nên không khi đưa ra quy chế của mình trước như một điều khoản trong hợp đồng của lao động ạ? Rồi. Có nên đưa ra quy chế của mình trước như một điều khoản của hợp đồng lao động? Thường á, theo cái này nếu mà mọi người nghiên cứu sâu ha, Trung Kiên ha, thì đối với một số doanh nghiệp á, là đặc biệt là những cái doanh nghiệp nào mà có cái công đoàn á, mọi người thường là quy chế nó phải có một cái bước gọi là quy chế hoặc là nội quy doanh nghiệp ha, nó phải thông qua công đoàn nha, thông qua tổ chức công đoàn, ban chấp hành công đoàn phê duyệt thì cái nội quy đó mới được đưa ra áp dụng. Còn chúng ta là doanh nghiệp nhỏ không ạ, chúng ta không có cái cơ chế và vận hành của công đoàn, thì chúng ta làm sao để tạo ra cái sự tham gia của mọi người nhiều. Còn các cái điều khoản trong hợp đồng á, là nó là những cái quy định thuộc về luật, những cái nào thuộc về luật, thuộc về pháp chế thì mình vẫn phải tuân thủ.
Còn á, cái nội quy á, cái nội quy hoặc là những cái quy định gì đó thì nó có ở hai tầng. Một là ở tầng những cái quy chế thuộc quy định phần cứng thuộc về doanh nghiệp, nhưng mà nó ở một cái tầng sâu hơn nữa, và nó thường là chúng ta ít để ý, đó là ở cái tầng văn hóa doanh nghiệp ha Trung ha, hai Trung Kiên ha. Thì mình cũng phải để ý xem là đôi khi cái văn hóa doanh nghiệp á, cái cách con người ta ứng xử đối xử với nhau ở trong môi trường làm việc, cách cách tôi ứng xử và đối xử với những người xung quanh này, nó chính là văn hóa doanh nghiệp. Thì nó còn tạo ra cái yếu tố gắn kết, nó tạo ra yếu tố động lực, tạo ra yếu tố gọi là kết nối, tạo ra cái yếu tố cống hiến nhiều hơn so với cái việc là chúng ta đưa ra một cái quy định cứng ha. Đấy. Dạ Rồi. rồi, em cảm ơn thầy Việt, tại vì câu hỏi của chị Trâm với lại câu hỏi của Trung Kiên cũng là câu hỏi mà của em, và em sâu sắc với câu hỏi của chị Trâm dữ lắm luôn, tại vì tụi em nó cũng bắt đầu nó hơi xế xế chiều rồi đó. Gì Dạ, đâu. và em thấy mình cũng thay đổi theo thời gian cũng nhiều, sau mỗi một cái tự nhiên cái mình nhận ra, rồi mình cũng đôi khi cũng không biết cái mình nhận ra nó là cái video của mình hay là cái nhất thời ở cái thời điểm đó, đúng không chị Trâm? Dạ, đó đó, cái phần đó nó cũng lấn cấn cái đoạn đó đó. Nhưng mà em nghĩ rằng là với một cái cách chia sẻ của thầy ở phần 1 á thì em cũng hiểu được chút rồi. Bây giờ mình vô phần 2 cái nữa, cái đó là mình lại hiểu nhiều hơn. Và nếu như chúng ta hiểu hơn chút nữa thì chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi cho thầy sau khi mà thầy dạy cho chúng ta ở phần 2. Và tất cả các anh em ơi, mình hãy gõ vào ô chat hiểu sẵn sàng để chúng ta bước vào phần 2 và chúng ta hãy hành động đi. Cho thầy một tràng hoa tay thật là lớn luôn. Thật là Ok, cảm ơn rực rỡ luôn. Thầy ơi, thầy thêm năng lượng mà thầy dạy. Hồi xưa khi mà việc làm ở các nhà máy hết các anh chị, thì nó có 5S: sửa soạn, sạch sẽ, sẵn sàng, sung sướng, sớm nữa. Rồi, hôm nay thứ bảy cho nên chúng ta 7S ha: sửa soạn, sạch sẽ, sẵn sàng, sung sướng, sớm. Ok, bây giờ việc bật mí cho mọi người là để thấu hiểu chính mình á, thì mình phải thấu hiểu những gì ha. Đây là các keywords thôi. Trong cái buổi ngày hôm nay á, thì việc cũng không có đủ thời gian để có những bài tập trải nghiệm đủ sâu để cho mình gọi là nó bật lên từ bên trong ha. Còn những cái điều mà việc chia sẻ nó đến từ bên ngoài, nó có tính chất là cho các anh chị dùng để tham khảo, mà các anh chị cần phải quay trở lại quan sát xem nó đúng với mình hay không nha. Không nhất thiết là phải là mình đọc sách rồi mình tin sách 100%. Các anh chị hãy nhớ một điều là để trở nên BU á, để trở nên là chính mình á, thì các anh chị đến một lúc nào đó các anh chị phải đi theo cái giá trị là tự do. Tự do khỏi kinh sách, tự do khỏi giáo điều, tự do khỏi những cái quy định luật lệ mà nó không phù hợp với chính mình. Nếu mà luật pháp thì ok ha, luật hôn nhân gia đình, luật các loại luật thì ok, luật doanh nghiệp thì ok, phải tuân theo nha, luật thuế hai chị Trâm ha, phải tuân theo. Nhưng nó có những cái gì đó định kiến này, những cái gì đó không phải là mình, những cái gì đó cổ hủ, những gì đó mà nó có tính chất là áp đặt lên con người mình mà nó không còn phù hợp nữa, thì mình phải tự do khỏi nó, kể cả việc mình học thầy, và mình biến những cái điều đó trở thành cái cuộc đời mình, và một lúc nào đó mình tự do khỏi thầy nha. Đó. Yeah, freedom. Muốn be you thì đến lúc nào đó mình phải rèn luyện được cái năng lực tự quan sát và trở nên tự do khỏi những cái điều mình học. Lúc đó thì cái dòng chảy cuộc sống của mình nó mới trở nên suôn sẻ thoải mái hết cả nhà ha. Rồi. Freedom. Rồi. Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ nói là độc lập, tự do, hạnh phúc đâu. Và muốn có độc lập thì phải sao? Phải có kỷ luật. Muốn có kỷ luật thì sao? Phải rèn luyện thói quen. Muốn rèn luyện thói quen thì phải biết mình thích gì và mình không thích gì. Không thôi là mình rèn luyện đủ thứ thói quen hết trơn. Cuối cùng là mình là một rổ thói quen luôn. Phải không ạ? Đấy. Thì độc lập, tự do. Muốn có hạnh phúc thì phải có độc lập, phải có tự do. Muốn có hạnh phúc thì phải có cái giá trị mình phải